Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay lại có một cái thông tin mới từ ICN Network, đó là cái thời gian mở để giao dịch là sẽ là vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1 giờ UTC. Giờ Việt Nam thì là nó sẽ là cộng 7 tiếng nữa, là nó sẽ rơi vào 17 giờ chiều ngày 19 tháng 1 nha các bạn. Đó, và ở đây nó cũng có luôn cái địa chỉ hợp đồng, tức là cái contract của nó, của mạng BSC. Mình sẽ để cái contract của nó ở dưới phần mô tả video hoặc bình luận ghim. Các bạn vào đấy các bạn lấy nha. Sau đó các bạn về cái ví của các bạn, các bạn dán nó vào. Đây, ở cái sàn OKX đây. Thì đây, ở đây nó cũng thông báo luôn đúng không ạ? Các bạn có thể theo dõi ở trên sàn OKX là chuẩn nhất. Ở đây nó báo là niêm yết vào 17 giờ ngày 19 tháng 1, tức là bắt đầu chúng ta có thể giao dịch được đúng không ạ? Thời gian đếm ngược đây. Thì khi mà các bạn muốn thêm vào cái ví web 3 thì các bạn gõ vào bên ví web 3 cho mình. Để các bạn thêm contract nha. Các bạn kéo lên, các bạn gõ vào quản lý tiền mã hóa. Sau đó các bạn gõ vào tiền mã hóa tùy chỉnh. Và cái phía trên mạng Bitcoin này, các bạn gõ vào đó và các bạn tìm mạng BNB Smart Chain. Sau đó các bạn nhập cái địa chỉ hợp đồng của nó vào đây, tức là cái contract của nó đấy ạ. Gõ nhẹ vào màn hình. Khi các bạn gõ nhẹ vào màn hình thì nó sẽ nổi lên cái ký hiệu cũng như là cái số thập phân của ICE đúng không ạ? Các bạn gõ vào xác nhận cho mình. Các bạn quay về phía ngoài ví này. Đó, thì nó sẽ hiện ở bên dưới thằng IVE này đúng không ạ? Đây là nếu như các bạn chuyển về trên cái ví của mạng web 3. Còn ở đây nó mới có một cái thông báo. Họ khuyến khích chúng ta là nhận về cái ví sàn để đỡ bị mất phí nha. Ở trên cái app của ICE thì nó cũng có một cái thông báo rõ ràng như thế này. Đó, giao dịch giao ngay dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 vào lúc 10 giờ AM UTC, tức là 17 giờ Việt Nam đúng không ạ? Và đây cái quy trình phân phối ở đây nó có cái nói rõ này. Để đảm bảo quy trình phân phối công bằng và bình đẳng, chúng tôi đã vạch ra các yêu cầu cụ thể để người dùng nhận được ICE coin. Để đủ điều kiện ICE phân phối tiền xu, người dùng phải đáp ứng các tiêu chí sau. Số dư tối thiểu, người dùng phải duy trì số dư tối thiểu là 1.000 ICE ở sẵn trong tài khoản của họ. Có dưới 1.000 ICE thì sẽ không được phân phối đúng không ạ? Cái thứ hai là xác minh KYC. KYC bước 1 và KYC bước 2 là bắt buộc. Cái này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách KYC rồi đúng không ạ? Ai chưa KYC thì chúng ta phải KYC ngay. Để ngày 17 thì là họ sẽ phân phối cái đồng token mà chúng ta mở khóa nha. Tiếp theo chúng ta phải thêm cái ví BNB vào đúng không ạ? Điều thứ tư quan trọng nhất nữa đó là người dùng nên có một phiên khai thác tích cực để tham gia phân phối. Nếu như mà các bạn cứ quên, các bạn không khai thác tích cực, các bạn cũng không đủ điều kiện để các bạn được phân phối cái đồng ICE đâu. Vì vậy cho nên là mình cũng nhắc các bạn rồi đúng không ạ? Các bạn nhớ là vào kích khai thác cho đầy đủ. ICE được phân phối sẽ được giới hạn ở những đồng tiền không được đặt cược trước, tức là những cái đồng tiền mà chúng ta mở khóa này nha, thì là chúng ta mới được chuyển về ví. Còn những cái mà quá rồi là chúng ta sẽ không được chuyển đi. Việc phân phối BNB Smart Chain sẽ diễn ra hàng tháng cho đến khi ra mắt Mainnet, đảm bảo phần thưởng nhất quán trong cộng trung thành của chúng tôi. Lần phân phối đầu tiên dự kiến vào 17 tháng 1 năm 2024 đúng không ạ? Giao dịch bắt đầu vào ngày 19 tháng 1. Đó. Cái quan trọng nữa là các bạn lưu ý, nếu như mà bạn nào mà muốn bán luôn thì các bạn sử dụng cái địa chỉ ví ở trên sàn OKX. Còn nếu như các bạn muốn hold lâu dài thì các bạn hãy để ở ví web 3. Nếu như các bạn gửi ở cái ví sàn OKX sau đó các bạn rút về ví web 3 thì nó sẽ là $1 đấy ạ, chứ không phải là ít đâu. Còn nếu như các bạn rút về cái ví cá nhân và các bạn cần bán thì các bạn chuyển vào trong sàn thì cũng chỉ mất đến 2.000 Việt Nam đồng tiền phí thôi. Đó, vì vậy cho nên các bạn có thể lưu ý ở cái chỗ này. Nếu như ai muốn bán mà không muốn mất phí BNB ấy, thì các bạn có thể là chuyển luôn vào sàn nha. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cái địa chỉ ví sau. Và ai chưa có cái sàn OKX thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn của mình lúc trước để các bạn lập cái sàn OKX nha. Bởi vì là nó chỉ list ở trên sàn OKX thôi. Nếu như các bạn không có cái sàn đó thì các bạn cũng không thể giao dịch được. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn liên kết lại cái ví. Nếu như ai muốn liên kết ví sàn, các bạn quay về app này. Ở đây là đang là địa chỉ ví BNB Smart Chain đúng không ạ? Các bạn gõ vào đó này. Các bạn có thể thay đổi, đó là các bạn xóa cái địa chỉ ví này đi. Và các bạn sẽ quay về bên cái sàn OKX. Đây. Ở đây nó đang là ví web 3 đúng không ạ? Các bạn gõ vào sàn giao dịch này. Đó. Và các bạn gõ vào cái chỗ nạp tiền này.
Các bạn gõ chữ ICE ở phía bên trên ra thì nó sẽ hiện ra ICE ở đây đúng không ạ? Các bạn gõ vào ICE BSC ở phía bên dưới để chọn mạng. Sau đó là các bạn copy cái địa chỉ này, các bạn mang về đây các bạn dán vào. Đó, sau khi các bạn dán vào xong thì các bạn gõ vào cái xác nhận địa chỉ ở phía bên dưới này cho mình. Và các bạn lưu ý là nếu như bạn nào hâu thì các bạn cứ để cái địa chỉ ví của ví web 3. Còn nếu như mà ai mà muốn bán luôn thì là các bạn gõ vào cái xác nhận địa chỉ ví này để chúng ta thay đổi cái địa chỉ ví sàn, để khi mà họ chuyển vào thì là họ chuyển luôn vào cái ví sàn. Còn cái cách giao dịch thì nó cũng như là chúng ta đã giao dịch Avive thôi đúng không ạ? Nếu như mà ai giao dịch Avive rồi thì là các bạn cũng biết là cái cách giao dịch của nó rất là đơn giản. Ở đây các bạn gõ vào cái phần giao dịch có chữ giao dịch này. Các bạn gõ vào cái mũi tên ở cạnh Avive USDT này. Nếu như các bạn chưa giao dịch cái đồng Avive thì nó sẽ là BTC trên USDT. Đó, thì các bạn gõ vào cái mũi tên này và các bạn tìm kiếm ở đây là ICE đúng không ạ? Hiện tại nó chưa mở. Bởi vì là chưa giao dịch được, nó sẽ không hiện. Đó, khi nào mà đến ngày 19 được giao dịch thì nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn gõ vào ICE thì là nó sẽ hiện lên và chúng ta gõ vào đó. Chúng ta ví dụ như là cái ICP này, nó là ICE thì các bạn gõ vào. Các bạn gõ vào bên bán và các bạn muốn bán bao nhiêu thì các bạn bán. Ví dụ như các bạn muốn bán hết thì này các bạn kéo hết sang để các bạn bán. Các bạn muốn bán luôn thì các bạn gõ vào cái giá xanh này, nó hiện lên, sau đó các bạn kéo hết sang. Đúng không ạ? Đó, và các bạn gõ vào chữ bán, thế là nó sẽ bán luôn cho chúng ta. Đó, còn nếu các bạn muốn bán giá cao hơn thì các bạn tự đặt. Ví dụ đang là 12.999 đúng không ạ? Thì ví dụ như muốn bán 13.500 chẳng hạn. Đó, thì đặt như thế này xong cũng kéo hết lên và cũng gõ vào cái bán này thì là khi nào mà giá nó lên thì là nó sẽ tự khớp. Đó, cái cách giao dịch thì nó là như thế đúng không ạ? Còn đối với mua, nếu như mà ai muốn mua thêm cái đồng ICE để hold thì các bạn cũng nạp USDT vào, sau đó các bạn gõ vào chữ mua. Các bạn muốn mua luôn thì các bạn gõ vào cái giá đỏ ở phía bên trên này. Các bạn muốn mua bao nhiêu tiền thì các bạn kéo lên và các bạn gõ vào chữ mua ở phía bên dưới. Đó, hoặc là các bạn muốn mua số lượng 100 đồng chẳng hạn. Đó, thì các bạn gõ vào đây và cái số tiền nó sẽ hiển thị ở bên dưới và các bạn gõ vào mua là nó sẽ hoàn thành được cái mua. Đó, và nếu như mà ai chưa biết cách giao dịch thì các bạn có thể vào tham khảo trước, để đến khi mà nó list sàn ấy thì là các bạn muốn bán là các bạn có thể bán được luôn, các bạn không bị lúng túng bỡ ngỡ nữa. Chúc mừng bạn Khảnh Crypto, cùng đợi 5 năm sau ăn cỗ ICE, tức là bạn khóa 5 năm rồi đúng không ạ? Giống tỷ, tỷ cũng khóa 5 năm nhưng mà tỷ chỉ khóa 75% thôi. Tức là khi mà nó mở khóa tỷ vẫn còn 25% để tỷ bán. Đó, cho nên là những ai mà khóa 5 năm 100% là rất chi là dại luôn đúng không ạ? Khi khóa thì tỷ cũng đang hướng dẫn rồi, tỷ cũng bảo mọi người là chỉ khóa 75% thôi. Chúng ta cũng tăng được khá là nhiều tốc độ khai thác rồi. Ít gì thì trước mắt là khi mà nó list thì chúng ta cũng còn có một chút ít để chúng ta bán, gọi là cái công khai thác. Còn nếu như mà sau 5 năm mà dự án không thành công thì chúng ta cũng chả mất gì cả, tại vì chúng ta cũng được hưởng một ít rồi đúng không ạ? Còn nếu như mà sau 5 năm mà nó phát triển thì chúng ta vẫn còn cái số còn lại 75% cơ mà, đúng không ạ? Chúc mừng bạn Khảnh Crypto đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những kèo hot của mình nha. Bye bye.